Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Hôm nay mời các bạn cùng tham gia buổi lễ giỗ tổ của trường Trung học cơ sở thị trấn nha. Thank you.
Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.